Xin giới thiệu các bạn sách đấu thứ hai, kèo hạn kỳ pháo solo giữa Huy Võ và Hiếu Dọc Riền. Bên Huy Võ sân dài 12m, bên Hiếu sân dài 10m. Và sách đấu này thì bên Hiếu phát bóng hết. Cái set thứ nhất cũng đánh tương tự thế này, nhưng mà hai bên giao bóng, phần thắng nghiêng về Hiếu Dọc Riền. Rồi chúng ta chờ đợi coi set thứ hai này thì kết quả phần thắng dành cho ai nha. Sẽ bắt đầu điểm không không. Hai điểm 12 cây các bạn. Một điểm là một cây. Giao bóng lại. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Pha giật bóng khi sát mép lưới ở góc chữ A hiểm hóc của Hiếu, quá đẹp á. Điểm cho Hiếu. 1-0. Và khi bóng dài ở vạch cuối sân của Hiếu làm khó Huy Võ. Điểm cho Hiếu 2-0. Bóng ngoài. Điểm cho Huy Võ 1-2. Hay quá. Hay quá. Chi bóng không qua lưới. Điểm 2 đều. Bên nào má? Bên đây. Rồi hai bên tạm thời dừng trận đấu lại để nghỉ giải lao, hỏi kỹ thuật. Sẽ đấu tiếp tục điểm 2 đều. Cái bóng không có lưới, điểm cho Hiếu 3-2. Đầu vào ba mắt.
bóng ngoài, điểm cho Vi Võ 3 điều. Sách này là bên Hiếu giao bóng hết rồi các bạn, 3 điều. Bóng trong sạch, điểm cho Hiếu 4-3. Bóng trong sân, điểm cho Vi Võ 4 điều. Bốn điều. Khi bóng phòng vào lưới, điểm cho Hiếu 5-4. Bóng ngoài, điểm cho Hiếu 6-4. Má giờ quýnh tiền hết, không quýnh làm biến quýnh đó. Tao quýnh thì nhiều, tao quýnh không được, kêu quýnh nhiều nhiều, quýnh đầu ông má làm biến quýnh ra 2-3 gói, 3-4 gói, 5 triệu quýnh. Pha trả bóng chéo tay ngay góc chữ A của Hiếu quá hiểm hóc. Điểm cho Hiếu 7-4. Điểm cho Hiếu 7-4. Đủ rồi đó, mày quýnh gì đủ rồi đó. Trời. Bóng ngoài. Điểm cho Vi Võ 5-7. Chú có cây tầm bông chú. Cây gì bông tầm bông Hiếu. Không có đem theo. Nghẹt rồi. Thùng rồi. Chú có ga mướt gì ba. Vô. Vô. Một điện. Bóng ngoài. Chị Hiếu 8-5. Hay quá. Và trận bóng chéo tài sát với lưới của Vi Võ quá hiểm hóc. Điểm cho Vi Võ 6-8. 8 sao. Bóng ngoài.
em mở anh bên đây á, anh bên đây anh ra hết, tôi đỡ hơn em là em đứng sang đây sầu bến. Pha giật bóng sát bóng lưới quá đẹp mắt của Hiếu. Anh sang 9 mét anh thuộc. Điểm cho Hiếu 96. Hay. Bóng ngoài. Điểm cho Hiếu 16. Pha chụp bóng quá hiểm hóc của Huy Võ. Điểm cho Huy Võ 70. Bóng ngoài. Điểm cho Huy Võ 80. Hai đứa phải đều. Bóng ngoài. Bánh bên kia ngoài ơi. Bóng ngoài, điểm cho Huy Võ 90. Mấy rồi, Hiếu. Vô. Mấy rồi. Vô.
bóng trong sân, bóng vô, bóng trong sân, điểm cho Hiếu 11-9. Điểm cuối, điểm 11-9 cho Hiếu. Chạy bóng không vào lưới. Điểm cho Huy Võ 10-11. Điểm 11-10 nghiêng về bên Hiếu. Pha chạm bóng kéo dài quá hay của Hiếu kết thúc set thứ hai, tiếp tục Hiếu dùng nghiền thắng Huy Võ. Kèo này kèo kỳ solo giữa Hiếu dùng nghiền và Huy Võ, nhưng mà Huy Võ đánh sân dài 12m, còn Hiếu dùng nghiền đánh sân dài 10m.